Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, trang 86 đến trang 88. Bài 4. Con cò trong ca dao. Sách cánh diều. Tự đánh giá, đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Con cò trong ca dao. Trong ca dao dân ca Việt Nam có rất nhiều bài nói đến con cò. Những câu ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta. Hầu hết mở đầu bằng con cò bay lả bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao, con cò trắng bạch như voi, con cò vàng, con cò kỳ, con cò quăm. Tại sao trong khi hát, nhân dân lao động Việt Nam lại hay nói nhiều đến loài chim ấy mà không nói đến loài chim khác? Trong các loài chim kiếm ăn ở đồng ruộng, chỉ có con cò thường gần nhiều với người nông dân hơn cả. Những lúc cày cuốc, cấy hái, người nông dân Việt Nam thường thấy con cò bên họ. Con cò lội theo luống cày, con cò bay trên đồng lúa bát ngát. Con cò đứng bên bờ ruộng rỉa lông, rỉa cánh, ngắm nghía người nông dân làm lụng. Bạn thân nhất của người nông dân trong lao động và sản xuất là con trâu. Nhưng trâu phải cái nặng chình chịch, đi đứng vững vàng thật, nhưng chậm chạp, sống một cuộc đời gò bó, vất vả không mấy lúc thảnh thơi, cho nên chỉ những lúc nghĩ đến cuộc đời nhọc nhằn cực khổ của mình, người nông dân mới liên hệ đến con trâu, con vật tiêu biểu nhất cho sản xuất nơi đồng ruộng. Còn những lúc người nông dân lao động, xúc cảm, tâm trí muốn vươn lên, muốn ca hát cho tâm hồn bay bổng thoải mái trong khi làm lụng thì chỉ có con cò gợi hứng cho họ nhiều. Con cò trắng bạch kia tuy ngày đêm lặn lội nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh. Nó cũng vất vả nhưng có vẻ trong trắng, thanh cao. Có những lúc nó bẫy vùng thoải mái. Nó sống một cuộc đời mà người dân lao động trước nước ta thời xưa hằng mong ước. Theo Vũ Ngọc Phan, tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 2002. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 9. Câu 1. Mục đích chính của đoạn trích trên là gì? A. Cung cấp thông tin về con cò và người nông dân. B. Bày tỏ tình cảm của người viết với con cò. C. Giải thích vì sao trong ca dao hay nhắc tới con cò. D. Giới thiệu thuyết minh về con cò và người nông dân. Thì mục đích chính của đoạn trích trên đó là giải thích vì sao trong ca dao hay nhắc tới con cò. Như vậy câu số 1 các em sẽ chọn là đáp án C. Tiếp theo số 2, phương án nào sau đây thể hiện rõ cái yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên? A. Nhân vật và sự việc. B. Lý lẽ và bằng chứng. C. Lời kể và người kể. Và D. Là thời gian và địa điểm. Như vậy, phương án thể hiện rõ cái yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên đó là lý lẽ và bằng chứng. Như vậy, câu 2 các em sẽ chọn là đáp án B. Tiếp theo câu 3. Câu nào sau đây là câu nêu vấn đề để bàn luận? A. Trong ca dao dân ca Việt Nam có rất nhiều bài nói đến con cò. B. Tại sao trong nghi hát, nhân dân lao động lại hay nói nhiều đến con cò? C. Những câu ca dao hay và cổ nhất của ta hầu hết mở đầu bằng con cò. D. Bạn thân nhất của người nông dân trong lao động sản xuất là con trâu. Như vậy, cái câu mà nêu lên vấn đề để bàn luận ở đây là tại sao trong khi hát, nhân dân lao động hay lại nói nhiều đến con cò? Như vậy câu 3 các em sẽ chọn là đáp án B. Rồi tiếp theo số 4. Ý nào sau đây nêu đúng nhiệm vụ của đoạn 1 trong văn bản trên? A. Là giải thích vấn đề cần bàn luận. B. Nêu vấn đề cần bàn luận. C. Chứng minh ý kiến của người viết. D. Nêu cảm nghĩ của người viết. Thì cái ý mà nêu đúng nhiệm vụ của đoạn 1 trong đoạn văn bản trên đó là nêu vấn đề cần bàn luận. Như vậy các em sẽ chọn là B. 4 các em sẽ chọn là B. Tiếp theo câu 5, nội dung chính của đoạn 2 là gì? A. Nói về sự gắn bó giữa con cò và người nông dân. B. Ca ngợi cuộc sống của con cò và người nông dân.
C. Miêu tả đặc điểm và tính cách của loài cò. D. Miêu tả cuộc sống lao động của người nông dân. Thì cái nội dung chính của đoạn 2 tức là nói về cái sự gắn bó giữa con cò và người nông dân. Như vậy câu số 5 các em sẽ chọn là A. Rồi tiếp theo số 6, ý chính của đoạn 3 là gì? A. Khẳng định con trâu là người bạn thân nhất của người nông dân. B. Miêu tả đặc điểm, công việc và tính cách chậm chạp của con trâu. C. Giải thích vì sao khi nào người nông dân mới liên hệ đến con trâu. Và D. Chứng minh con trâu là tiêu biểu nhất cho sản xuất, cho sức sản xuất nơi đồng ruộng. Thì ý chính của đoạn 3 đó là giải thích vì sao và khi nào người nông dân mới liên hệ đến con trâu. Như vậy câu số 6 các em sẽ chọn là C. Tiếp theo câu số 7, câu nào sau đây nêu được ý chính của đoạn 4? A. Con cò mới là người bạn thất thân nhất của người nông dân khi lao động. B. Con cò tuy ngày đêm lặn lội nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh. C. Cuộc sống của con cò cũng vất vả nhưng có vẻ trong trắng thanh cao. Con cò phù hợp với tâm trạng muốn ca hát khi làm ruộng của người nông dân. Thì cái câu mà nêu được ý chính của đoạn 4 tức là câu D. Con cò phù hợp với tâm trạng muốn ca hát khi làm ruộng của nông dân. Rồi tiếp theo số 8, dòng nào nêu bằng chứng làm sáng tỏ lý lẽ những câu ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta, hầu hết mở đầu bằng con cò. Những lúc A. Những lúc cày cốt, cấy hái người nông dân thường thấy con cò bên họ. B. Con cò bay lạ bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao. C. Con cò lội theo lúa cày, con cò bay lên đồng lúa bắt ngát. D. Con cò trắng bạch kia, tuy ngày đêm lặn lội nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh. Như vậy, cái dòng nêu bằng chứng làm sáng tỏ lý lẽ những câu ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta hầu hết mở đầu bằng con cò. Đó là ý B, con cò bay lạ bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao. Như vậy câu 8 thì sẽ chọn là B. Tiếp theo câu 9, dòng nào sau đây nói đúng về hiện tượng từ mượn trong văn bản con cò trong cây dao? A. Ít sử dụng từ mượn. B. Không sử dụng từ Hán Việt. C. Chỉ dùng từ thuần Việt. Và D. Có sử dụng từ tiếng Anh. Như vậy, cái dòng nói đúng về cái hiện tượng từ mượn trong văn bản con cò trong ca dao đó là chỉ dùng từ thuần Việt. Như vậy, số 9 các em chọn là C. Rồi tiếp theo số 10 là viết một đoạn văn khoảng 3 đến 4 dòng, 4 dòng để trả lời cho câu hỏi là vì sao văn bản trên là văn bản nghị luận? Văn bản trên là văn bản nghị luận bởi văn bản đưa ra vấn đề bàn luận ở đây chính là tại sao khi hát nhân dân lao động Việt Nam lại hay nói nhiều đến các loài chim ấy mà không nói đến loài chim khác. Bên cạnh việc đưa ra vấn đề bàn luận, những cái chứng kiến lý lẽ đã được đưa ra cũng rất hùng hồn chứng thực. Hình ảnh cò chân thực gần gũi gắn liền với hình ảnh người nông dân lao động lam lũ trên cánh đồng, gợi cảm hứng ca hát cho người nông dân lam lũ ca trên đồng lúa khi làm việc vất vả. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.